đôi chia tay sau 8 năm hẹn hò, cuối cùng gặp lại nhau ở trong bệnh viện tâm thần. Bên Trung Quốc có một câu chuyện thần thoại rất nổi tiếng, đó là Nguyệt Lão dùng dây tơ hồng để xe duyên cho các cặp đôi. Nhưng mà kèo này thì chắc Nguyệt Lão dùng luôn dây xích rồi các ông ạ. Vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một câu chuyện tình yêu cực kỳ ảo ma ở thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đôi bạn trẻ này đã yêu nhau được 8 năm, nhưng vào năm 2019, họ đã cãi nhau với lý do rất trẻ con rồi đường ai nấy đi, ly biệt cuộc tình. Tuy nhiên một biến cố bất ngờ đã xảy ra, vào tháng 11 năm 2021 cả hai anh chị này đều bị mắc chứng trầm cảm. Và lớ ngớ thế méo nào lại đi điều trị cùng ngày, cùng tháng, cùng năm ở trong cùng một bệnh viện, thậm chí là cùng phòng luôn cho nó tín. Sau khi gặp lại nhau, con tim lại thổn thức trở lại, họ đã cùng nhau nói chuyện về chuyện ngày xưa, về chuyện chia tay, em xin lỗi anh, xong anh lại xin lỗi em. Cả hai cứ thế xin lỗi nhau rồi làm lành, các bác sĩ cũng cổ vũ thôi chúng mày yêu nhau mẹ đi hết trầm cảm luôn, thế là hôm thứ tư vừa rồi họ quay lại luôn. Một pha xử lý phải nói là rất cồng kềnh của đôi bạn trẻ, công nhận là duyên số thật. Tuần này Nguyệt Lão phải dùng dây xích rồi chứ tơ hồng gì nữa. Cũng phải khen cho pha hỗ trợ đi vào lòng người của các bác sĩ tại bệnh viện Thành Đô, bơm hết nước chấm luôn.